Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài thể tích của một hình, trang 114, 115, sách giáo khoa môn toán lớp 5. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em đã sẵn sàng rồi thì nhớ là chúng ta cần phải có giấy nháp nha. Em nào chưa có thì chúng ta có thể chuẩn bị để chúng ta vào bài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Rồi, trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu phần lý thuyết. Chúng ta xét ví dụ 1. Ví dụ 1, người ta cho mình một cái hình hộp chữ nhật như thế này. Được chưa? Đó. Và bên cạnh hình hộp chữ nhật này là một hình lập phương. Đó, được tô màu xanh rồi nhá. Rồi bây giờ các em quan sát này, thầy sẽ bỏ cái hình hộp hình lập phương này vào bên trong hình hộp chữ nhật. Đó, thầy sẽ bỏ cái hình lập phương vào bên trong hình hộp chữ nhật này. Vậy thì chúng ta thấy điều gì nhỉ? Quan sát như thế này chúng ta thấy điều gì? Chúng ta sẽ thấy là hình lập phương nó nằm hoàn toàn bên trong hình hộp chữ nhật, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể nói thể tích của hình lập phương bé hơn thể tích của hình hộp chữ nhật. Bởi vì sao? Bởi vì hình lập phương này nằm bên trong hình hộp chữ nhật. Được chưa? Đấy. Vậy chúng ta sẽ có thể nói một cách khác là thể tích hình hộp chữ nhật lại lớn hơn thể tích của hình lập phương. Được chưa? Rồi, chúng ta xét sang ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai, chúng ta có hai cái hình gọi là hình C và hình D. Đó. Hình C này được tạo bởi các cái hình lập phương. Đó, và hình D cũng được tạo bởi các cái hình lập phương như thế này. Đó, các bạn quan sát. Và chúng ta sẽ thấy nào. Cái hình C. Hình C là hình này đúng không? Gồm có 4 hình lập phương như nhau. Đó, chúng ta đếm này, 1. Lớp trên là 1 này, 2 này, 3, 4 đúng không? 4 hình lập phương như nhau, và hình D thì cũng có mấy hình? 1, 2, 3, 3, 4. Như vậy thì chúng ta thấy hình C và hình D đều có 4 hình lập phương như nhau, đúng không? Và chúng ta có thể nói được thể tích của hình C bằng với thể tích của hình D. Bởi vì sao? Bởi vì chúng đều có 4 hình lập phương giống nhau, hay nói cách khác là bằng nhau, được không? Rồi, ta xét đến ví dụ tiếp theo là ví dụ thứ 3. Ở ví dụ thứ 3 này thì chúng ta sẽ có một cái hình là hình P. Đó. Ta quan sát hình P thì chúng ta thấy hình P này có 6 hình lập phương như nhau, hay 6 hình lập phương bằng nhau, đúng không? 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5 và 6. Như vậy chúng ta thấy đây có 6 hình lập phương là bằng nhau, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tách cái hình lập phương P này ra. Đó, thành một cái hình là hình N và hình M, tức là từ hình P chúng ta sẽ tách ra làm hai cái hình là hình M và hình N. Đó, thầy vừa tách ra đúng không? Vậy thì chúng ta thấy hình P tách thành hai hình M và N. Thì hình M này bao gồm 4 hình lập phương và hình N thì lại gồm 2 hình. Và các hình này đều bằng nhau hết đúng không? Vậy thì qua cái này chúng ta có thể nói thể tích của hình P bằng tổng thể tích của hình M cộng với hình N, đúng không? Rồi, vậy thì giờ chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta làm bài tập nha. Bài số 1 nè. Trong hai cái hình dưới đây là hình A và hình B, hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ? Đó, bao nhiêu hình lập phương nhỏ? Hình hộp chữ nhật B cũng gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ? Và hình nào thì có thể tích lớn hơn? Vậy thì muốn biết được hình A có bao nhiêu và hình B có bao nhiêu, chúng ta chỉ việc đếm thôi đúng không? Đếm ở đây có rất là nhiều cách đếm. Ta có thể đếm từng hình hoặc ta đếm theo lớp. Chúng ta thấy cái lớp trên này, đối với hình A này, lớp trên chúng ta thấy có mấy hình đây? 1, 2, 3, 4. 4 hình, nhưng mà nó chia là mấy hàng? Nó có 2 hàng này. Hàng thứ nhất là 4 hình, vậy thì hàng thứ hai sẽ là 4 hình. Và như vậy thì lớp trên đây nó sẽ bao gồm là 8 hình. 8 hình nó được xếp làm 2 lớp,
lớp dưới nữa thì cũng bằng lớp trên, nó sẽ là thêm 8 hình nữa. Vậy thì hình hộp chữ nhật A sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 16 hình đúng không? Tương tự hình hộp chữ nhật B chúng ta cũng sẽ đếm nè. Chúng ta thấy nó cũng có hai lớp. Lớp thứ nhất ở hàng ngang nó có 1 2 3. À, hàng dọc này nó có mấy? 1 2 3. Như vậy đây nó có 3 và đây có 3. Vậy thì ở lớp trên này sẽ có 3 nhân với 3 bằng 9. 9 tức là lớp trên, hàng trên này sẽ có 9 hình và hàng dưới cũng lại sẽ có 9 hình. Như thế đúng không? Vậy thì tổng cộng của hình B sẽ là 9 cộng với 9 bằng 10, 18. Vậy chúng ta sẽ trả lời rất là đơn giản câu này thôi, đúng không? Hình A có 16 hình và hình B sẽ là 10, mười mấy hình. Hình B sẽ là 18 hình, đúng không? À, vậy thì hình A ở đây chúng ta thấy nó bằng 16 hình, đúng không? Thầy vừa phân tích rồi. À, tương tự như vậy thì hình B. Hình B chúng ta cũng sẽ có tổng cộng là 18 hình. Đó, cũng chia làm hai lớp. Chưa? Mỗi một lớp là 9 hình. Được chưa? Vậy thì 9 x 2 sẽ là 18. Rồi, bây giờ đến câu C. Câu này nè. Hình nào có thể tích lớn hơn? Chúng ta thấy 18 với 16, cái nào lớn hơn? Rõ ràng hình B sẽ lớn hơn hình A. Rồi, dễ như ăn cháo, đúng không? Rồi, ta đến với bài số 2. Bài số 2 cũng giống như bài số 1, họ cũng lại hỏi hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ, rồi hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ, và so sánh thể tích của hình A và hình B. Ở vậy các bạn cũng tuần tự như vậy, các bạn làm giống như bài 1. Hình A chúng ta có thể đếm được nó bao gồm bao nhiêu lớp nào? Ta sẽ đếm lớp trên cùng nha. Lớp trên cùng là có hàng ngang có 1, 2, 3, 4, đúng không? Hàng dọc có 1, 2. Như vậy thì cái này sẽ có tổng cộng là 8. Một lớp có 8 hình, đây có mấy lớp? 1, 2, 3, 8, 3 sẽ là 24. 24 hình, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy hình A có 24 hình. Tương tự như vậy hình B. Hình B đây cũng sẽ là mấy? 1, 2, 3, có 3 lớp. Một lớp này có mấy hình đây? 1, 2, 3. Đó, và theo chiều dọc cũng sẽ là 1, 2, 3. Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy mỗi một lớp này sẽ có 9 hình. Nhưng mà cái lớp trên cùng này nè, thì nó bị khuyết mất một hình này, nó chỉ có 8 hình thôi. Vậy thì ở đây chúng ta có thể 9 nhân với 3 bằng 27, 27 trừ đi 1 hình ở đây sẽ là còn 20, 26 hình nha. Đúng không? Đó. Vậy thì hình B sẽ còn là 26 hình. Đúng không? Và hình A của chúng ta là 24 hình. Đó. Rồi, hình B chúng ta sẽ có 26 hình. Đó. 8 cộng 9 cộng 9 bằng 26, tức là lớp thứ nhất này nó chỉ có 8 hình thôi, lớp thứ 2 và thứ 3 thì đều có 9 hình hết. Vậy chúng ta sẽ có là 26 hình. Vậy ra so sánh giữa 24 và 26 thì chúng ta có thể kết luận được hình B lớn hơn hình A. Đúng không? Rất là đơn giản. Được chưa? Rồi, ta đến với bài số 3. Bài số 3 người ta cho mình có 6 hình lập phương nhỏ có cạnh là 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Yêu cầu là xếp thành hình chữ nhật nha. Vậy thì ở đây người ta hỏi mình có bao nhiêu cách xếp khác nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có 6 cái hình như thế này. Và 6 hình này nó đều bằng nhau nha. Và yêu cầu chúng ta xếp 6 cái hình này thành một hình lập hình chữ nhật, thành một hình hộp chữ nhật. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 6 cái hộp này, chúng ta tự xếp xem có bao nhiêu cách. Đó, và để đảm bảo thì các em sẽ tự sắp xếp bằng giấy nháp xem. Và thầy sẽ đếm trong khoảng 10 nốt nhạc đi nha. Chưa? Rồi thầy sẽ đếm nha. 1 2
3, hết giờ. Rồi, các em quan sát ở đây. Chúng ta nhớ đây là 6 hình này, yêu cầu xếp thành một hình hộp chữ nhật. Và chúng ta sẽ có các cách xếp này. Theo các bạn thì có bao nhiêu cách xếp? Thầy thấy có nhiều cách lắm đấy nha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ có cách xếp thứ nhất. Đó, thầy sẽ xếp chồng hết lên nhau 6 hình. Được chưa? Vậy thì đây chính là cách thứ nhất này. Đó, không biết các bạn có xếp theo cách này không? Được chưa? Vậy thì đây là một cách đầu tiên. Chúng ta xếp chồng tất cả các hình này lên nhau. Được chưa? Rồi, cách xếp tiếp theo, cách xếp thứ hai. Thầy sẽ xếp mỗi một hàng này bao gồm 6 hình. Thầy sẽ xếp theo hàng ngang. Đó, chưa, đây xếp theo hàng dọc, đây là xếp theo hàng ngang nhá. Và cách thứ ba, thầy sẽ xếp theo cặp, cứ một lớp như thế này sẽ là ba hình. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có hai lớp. Được chưa? Rồi, cách thứ tư. Đó, thầy sẽ xếp bao nhiêu? Hai cặp. Tức là một lớp này sẽ có hai hình lập phương. Đó, như vậy chúng ta sẽ có ba lớp là gồm 6 hình. Chưa, đây là cách thứ ba nhá. Và cách thứ tư. À, đây cách thứ năm nè. 1 2 3 4 là đang cách thứ năm nhá. Đó, thầy cũng sẽ xếp là hai lớp và mỗi một lớp sẽ có bao nhiêu? Ba hình. Đó, mà nó nằm ở đây, chúng ta xếp theo chiều đứng, đây này xếp theo chiều ngang, chiều nằm xuống. Được chưa? Rồi, còn cách nào nữa không? Như vậy thì ở đây thầy mới chỉ tìm được 5 cách thôi. Không biết có bạn nào có tuyệt chiêu nào hơn không? Có thể có nhiều cách hơn không biết không? Đó, mà chắc thầy nghĩ chỉ có 5 cách thôi, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là 5 cách để sắp xếp 6 cái hình lập phương thành một hình hộp chữ nhật. Đó, và không biết các bạn có những tuyệt chiêu nào sắp xếp hay hơn, siêu hơn không? Được chưa? Rồi, đến đây thì thầy và các em lại phải tạm biệt các em thân yêu. Hẹn ở video sau nhé. Giờ thầy phải bye bye thôi. Rồi, tạm biệt các em.